Thôi hay là lương tầm tạm em duyệt được, hay là vào làm tí series hay là bây giờ mình vào làm tí con những cái tôi đang tính như này, tôi đang muốn là một cái content đó là những con kiểu những cái con hàng mà nó bị lãng Fan quên ruột thừa 2m lẻ 2 đã donate cảm cho ơn ta Phan đi Thừa đấy nhá. 10.000 đồng. Cảm ơn em. Em vẫn giữ anh 7 mùa 24 tô ti chơi cùng với anh 7 mùa 21 UCL luôn thầy ạ. Lúc 12 giờ em mới chơi xong em định gửi cho thầy vụt nhưng em suy nghĩ lại nên thôi ấy ạ. À định thì thôi, định là vấn đề cứ định là thôi, định là không nói, định là khó nói chuyện với nhau rồi. Đó, một là gửi, hai là không, còn nếu mà đã định thì thật sự là khó nói chuyện với nhau rồi. Rồi, hôm nay thì chắc là mình nghĩ là mình sẽ làm một cái content và nó sẽ đưa những cái con hàng gọi là từ ngày xưa nó đang gọi là nó hot pick ấy. Ngày xưa nó giống kiểu là có những con kiểu Sea Dog này, có những con Marco Lorente này, Eduard Mendy này, có những cái con ngày xưa một vài phiên bản trước nó rất là chuộng, phiên bản này thì tự nhiên là biến mất. Đấy. Cái phiên bản này tự dưng nó biến mất. Nên là thành ra là tôi sẽ chọn nhân vật đầu tiên, tôi nghĩ là tôi sẽ chọn là Sea Dog. Sea Dog sẽ là nhân vật đầu tiên. Ôi trời ơi. Fan ruột thừa 2m02 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn em nhá. Em không gửi em thấy đúng ấy ọ, gửi thầy cùng lắm 5k đúng rồi. Là cùng. Cảm ơn em. À xem nào. Con Sea Dog này tôi nghĩ là một trong những con rất là hay, một trong những con rất là toàn diện, kể cả CM, CM, sức mạnh có, sức khỏe có. Và kể cả là dứt điểm có thứ ok. Mà tại sao không hiểu tại sao ở phiên bản này gần như là nó biến mất luôn. Không thấy ai dùng. Ok, ngày nay tôi sẽ cùng anh em và khiển con Sea Dog này. Và để cùng xem lý do tại sao là người ta không dùng Sea Dog nữa. Cái thời điểm mà khoảng độ hơn một năm trước ấy, tôi nghĩ là tôi thấy mọi người dùng nhiều lắm, dùng Sea Dog nhiều lắm. Cho nên bây giờ không biết gì luôn, là mất dạng luôn, không hiểu là lý do vì sao. Đầu tiên là mình sẽ nhìn qua chỉ số Sea Dog một chút. Thể hình to, CM thì thể hình to có lẽ là một trong những cái mà khiến anh em hơi lên cân. Nếu như mà chơi ở vị trí CM, cái vị trí OVR của Sea Dog to nhất. Chạy cánh cũng được, nhưng mà tốc độ này mình cảm giác là chạy cánh hơi đuối. Nếu mà tốc độ này và so ở phiên bản này mình cảm giác là hơi đuối. Lực sút thì là ok, CM lực sút ok, đó là lý do tại sao mình lắp cái cần cầu. Và khả năng truyền ngắn cũng như là truyền dài khá là ổn. Mình sẽ để thêm cái phần là tạo cơ hội ghi bàn để tối ưu, khéo léo. Con này thì CM nó thể hình to thì thường là anh em không thích những con thể hình to bởi các bạn nó dê, nó không được mượt. Nhưng mà những anh em nào thiên về kiểu đá đấm, kiểu đánh đập ấy, kiểu va chạm liên tục, làm áp liên tục ấy, thì Sea Dog mình nghĩ là sẽ là một trong những bộ cầu thủ hợp lý, phù hợp. CM thể hình trung bình là đẹp, đúng rồi, mình nghĩ là trung bình là ok, còn nếu mà to thì thật sự là sẽ hơi khó chơi. Hơi khó chơi với những anh em mà thiên về kiểu kỹ thuật ấy. Thiên về kiểu đá kiểu ban bật kỹ thuật và xử lý bóng trong phạm vi hẹp ấy. Content một thời để nhớ, đây nó ngoài con Sea Dog này, xong còn ai nhỉ, còn những ai nữa ta. Cha Bum Cum mình sẽ là còn Van Nistelrooy này, còn Marco Lorente này, rất là nhiều. Savic cộng 1 slot cho Milinkovic. Đấy, Savic thầy ơi. Có Savic là Savic một thời là đi đá danh ở đâu cũng gặp. Đó, ở đâu cũng gặp luôn, tự nhiên sang phiên bản này mất tích luôn. Tuy nhiên này không ổn đâu. Em Tùng Tử Tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Tùng Tử Tế. Em dạo này làm con người lương thiện tử tế rồi. Thầy okay. Chữa giúp em con Agrian 4k 5 tỷ với ạ, em gửi vào rồi ạ, Facebook Trịnh okay. Tùng ấy thầy ạ. Ok, cảm ơn Tùng nha. Nào, tìm mic. Sea Dog thể to. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Được cái chứ nhỉ? Cảm ơn anh em nhé, cảm ơn dấu tên nhá. Nhưng mà cũng được cái chuyện của Sea Dog này, mặc dù là xoay sở hơi chậm một tí nhưng mà chuyên chọn ok đấy. Cậu Minh okay. Chủ tịch FC Dừa Hải Phòng đã donate cho Tabi 10.123 đồng. Cảm ơn cậu Minh nhé. Ngày 31 tháng 3 này y nào ở HP qua tôi xem thầy Tân Đá nhé, khi đi y chuẩn bị điện thoại 4g đầy đủ, y nào thật yếu đóng giáp đầy đủ trước khi đi, y nào đóng thấy thầy Tân Đá mà run sợ ngã tôi đều lan can cho y vịn, chúc thầy không làm y thất vọng. Xin cảm ơn anh em nhé, cảm ơn anh em rất nhiều. Ôi trời ơi. Cảm ơn bà Kheria. Sao nào? Sea Dog. Lý do có vẻ lý do nó là tại sao Sea Dog không được dùng mấy không? Nào. Vẹt vẹt. Sút thì thôi. Nope. Đi đâu? Dưới cùng. Đó, gôn ra hết góc. Rồi, thử khả năng chuyền trò xem nào. Ôi, Sea Dog cái chuyền của dã man đấy nhở. Như The Rhino vậy ta. Anh Nguyên Fan Công viên Thủy Tinh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Dã man thật đấy. Cùng hai cầu thủ hết thời.
một bên từ thiện dạng người nước ta, một bên cắm mặt FIFA, livestream chỉ bật kiều a lùa gà, một bên khiêm tốn thật thà, một bên ảo tưởng mình là Dung Min, một bên chăm chỉ working, một bên béo ú kẻ khinh người cười. Ở gần vòng cấm, có khi thầy bổ quả si chó lên kế ép đi thầy ạ. Bắt luôn. Rồi, ok. Seedog này khả năng là dí tín, dí nó lên xếp một tí xem đá như nào nhá. Mỗi trận, anh em ạ, mỗi trận thì tôi sẽ chơi nó một vị trí để tìm được vị trí tối ưu thế nào. Hôm qua có hẹn bạn ấy là trưa nay mở sự kiện mà không tìm được tin nhắn à. Chớ. Vẫn không ghi được. Ui, vẫn không ghi được bàn của Van der Sar này. Ui. Ui, bất lực thật đấy. Nào. Làm thế nào để cho Sidok ghi bàn bây giờ? Xong DD thì quả DD ngon quá, quả góc D ngon quá gì đấy anh em. Chỉ phải là bắt đi, bắt quả đi. Sút xa là một trong những điểm mạnh nhất của Sidok nhá. Một trong những điểm cực mạnh của tiền vệ người Hà Lan. Dã người ta ba quả không, cái vấn đề là tôi muốn Sidok ghi bàn. Em Duy fan phấn đào đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Duy nhá. E tính ngủ RA để em nhắn lại thầy. Mà thầy không tìm thấy Duy vì tin nhắn nó trôi nhanh quá. Sút với đánh sút với gọi là tranh chấp 1-1 thì tôi nghĩ là ok đấy. Mạnh. Điểm mạnh của nó. Nhưng mà nó không được dẻo thôi. 4-1-2-3 đi, ok. Sẽ về 4-1-2-3 để cho vứt Sidok về CM nhá. Em Đức giấu tên 096 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Đức nha. Thầy ơi em thắc mắc, sao em mạnh mồm lắm, lính lủng các kiểu bướng luôn mà. Thế mà khi đá bóng ngoài đời thầy óng ẹo ẹo là thế, nhìn thiếu sức sống luôn đấy. Sao em thắc mắc, sao em mạnh mồm lắm, lính lủng các kiểu mà khi đá bóng ngoài đời. Thầy ông lại lẻo quá nhìn thiếu. Thầy ơi em thắc mắc sao em mạnh mồm lắm là sao, là như nào hả? Là sao Đức? Phong E đã đầu nết cho ta đi 10.000 đồng. Cảm ơn Phong nhỉ. Nầu nô nết này nớ nem nông. Hello Phong. Em tưởng Phong quên thầy rồi. Tưởng Phong là Phong quên thầy rồi mà Phong vẫn còn ở đây à? Nghe câu này hơi nhiều thật, nghe mấy cái câu kiểu vậy hơi nhiều. Không, nhiều lúc anh em cũng trêu thôi. Trung trường quốc tế đã đầu nết cho ta bi 10.000 đồng. Em Đức mua ở đâu mà ngon thế? Cảm ơn Trung trường quốc tế nhá. Chúng ta sẽ đến 4-1-2-3. Và khi mà đưa Sidok trở về với CM thì không biết là anh ấy có ok không nhỉ? Ôi trời ơi. Kevin De Bắp đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phong ơi, tôi đã bảo bạn rồi. Đừng bao giờ bú donate trước khi đá. Bú donate trước khi đá luôn á. Ôi trời ơi. MG Fan Phấn Đào đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em nhắn R nha thầy, em okay, đi ngủ đây ơi. Sơ chứng kiến buổi chiều kinh hoàng thì okay, lại không ngủ Duy, được. Ok Duy, tin thầy đi, Duy ơi, tin thầy. Lâu không đầu nết, không biết ông Khẩy còn nhớ tôi fan đội nào không? Cảm ơn Tabi chúa nha, tôi không nhớ là anh em fan đội nào thật, tôi không nhớ. Tôi không nhớ là tôi bảo tôi không nhớ, thì tôi không có cái tí gọi là dấu diếm gì cả. Không nói dối. Nghe cũng dễ chịu, bảo bằng mà nghe dễ chịu, có thằng nào bảo nghe bằng dễ chịu không ta? Ôi trời ơi. Một hòn nhưng 17cm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Là... Thật may quán này không có thằng bóng đá khốn nạn. Sidok là tôi thề tôi đang muốn kiếm những quả hai là chút sao Sidok mà khó quá nhở. Xong lại còn bóng 39 này. Quốc 01 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Gửi thầy cốc trà đá. Cảm ơn Quốc nha. Cảm ơn bạn. Ok hả? Nope. Ok, xong quả bóng chạy đâu hết rồi. Quá vào để hơi từ từ nhá, hơi từ từ phải tôi nghĩ là phải tập trung lại đấy, không là đi luôn đấy. Mặt L là mặt gì hả? Nope. Sang ngoài á. Vẫn thiếu một cái gì đó tôi mới từ lúc đá có Sidok để trận nào gặp Van der Sar này khó thật đấy. Cảm ơn gánh nhá, không nghiện đâu. Cái riêng cái môn này rất nhiều em ấy rồi, không nghiện thế nào. Cái môn này tôi chưa thế nào. Bắt đi. Chuyển sai cái chết ngay. Anh Gunner đã đầu nhất cho ta tôi 10.000 đồng. Hôm qua xem bóng em thấy tiếc cho một kèo trái hay nhất Việt Nam. Nếu không có những lý do bên ngoài chắc có lẽ hôm qua chúng ta đã có một cơn lốc đường biên với thể hình tuyệt vời. Hôm qua nhiều việc. Thầy với tôi cùng hô vang tên cậu ấy được không? Đoàn Văn Hậu. Ôi giời, qua bận thật, qua vấn đề đi stream có thứ mà qua thiếu kênh thiếu content quá, qua nhiều lúc bạn cũng muốn lên đấy chứ.
cái độ khéo léo của Mandini nó là bằng không luôn. Ôi trời ơi, trả lại. Nguyễn Ngọc Erklon số 7 đã đồng ý cho ta 10.000 đồng. Xem stream thầy nhiều đá rầy nhiều lúc quen tay ban tận gôn xong chuyển ca sút mà bị chúng nó chửi quá thầy ạ. Ơ chửi gì? Đá biểu diễn quá cũng bị chửi là xem ta bị ít thôi. Nghe cay thật mà tôi giã nó căng tay để nó ao thì có bị quá đáng quá không thầy? Đá cho nó hiểu cười. Luôn mà, đá cho nó hiểu con người mình luôn mà. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nha. Thầy có thể tặng em một bàn thắng được không ạ? Em tên Xuân Duy ạ. Để thầy tặng Xuân Duy gái không được à? Ôi trời ơi. Đêm qua thầy hát tuyệt lắm. Đêm nay thầy qua quận 7 sớm với em nha. Ký tên em thắng karaoke cây đa. Bị phá tim Icon 5 bị phá xuống toàn 1 với 2 thế giúp em với ạ. FB người Việt gốc đa. Người Việt gốc đa bị phá hết rồi. Phá hết xuống kìa. Pen. Rồi. Người được chọn Sidok. Ôi trời ơi. Người được chọn Sidok nha. Chai La Vi nhé. Đừng uống Dasani. Em thắng đẹp trai quai to hơn thầy Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hello, sau 5 tháng em mới quay lại xem ông thầy đây, không biết ông thầy còn nhớ em không nhỉ? Nghe nói thầy cai nước ngọt đúng không ạ? Vậy thì một hơi hết non bò húc cộng 100k. Xuống là pen khác thì Sazunio à, một hơi rồi thầy cai rồi thắng ơi, thầy sống không kỷ luật. Con người thầy sống nó liêm khiết thắng nhá. Ôi trời ơi. Em thắng đẹp trai khoai to hơn thầy Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn thắng nhá. Tôi không thích nói nhiều, một hơi hết non bò húc có ngay 300k. Nope. Em thắng ra quả kèo, ra quả kèo đúng lúc con đã phòng ngự còn mất 300k, mất tập trung thật đấy. Toi tôi rồi. Cái đầu xin đó. Không làm người hùng được rồi. Ôi trời ơi. Thành công Nguyễn đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Ôi, cảm ơn thành công lần nhá. Đầu donate thầy khiển tặng em quả giờ Latan Iberza. Gã du mục đã bị lãng quên được không ạ? Được em ơi, nhưng con này con đi như hơi tốn tiền đấy, để khiển còn con tem đấy hơi tốn tiền thì phải. Xin đó trong vai trò BTB. À, vai trò gọi là bốc tu bốc đấy, bốc tu bốc lên công về thủ không qua được. Quay luôn đi đâu trước lạ sau quên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đi rồi. Con Seedot này ít người chơi, một phần vì AI của nó, một phần vì người chơi trộm mấy con chân 5 năm hơn. Với trong team Color của con Seedot này cùng vị trí có nhiều con ngon hơn Galit, chẳng hạn với Color Milan và Hà Lan. Zigo để bắt DD mà. Cảm ơn trước lạ sau quên nhá. Em thắng đẹp trai khoai to hơn thầy Tabi sao? Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con là xa kinh thế nhở? Thầy nghĩ sao nếu là 400k? Ôi 400k thắng ơi không được, tôi thắng ơi phí tiền đấy thắng ạ, cái đấy bị phí ấy. Đó. Ôi thầy cái nó ngọt là thắng nhá. Nào Kevin. Chạy chỗ kiểu gì, cái đội này chạy chỗ kiểu gì đấy ra. Đội chạy chỗ kiểu gì sao nhìn trong không cái đường truyền đâu nhở. Ok, lên nào. Nhẹ nhàng, bình tĩnh một tí. Đó, nhẹ nhàng, bình tĩnh một tí. Còn nguyên nhá, vào pen. Thích thì xong nha, vào pen. Thích thì làm cái vào pen. Ok chưa? Xin cảm ơn Big Mau nha. Xin phép anh em tập trung mắt, xin phép anh em nhá. Cái độ tĩnh của một người đá pen đây, cái độ tĩnh của một người biết đá pen. Đó, cái độ tĩnh này, cái độ một tĩnh của những game thủ chuyên nghiệp khi họ đá pen nó như vậy đấy. Nope. Thiếu đi cái sự tỉnh táo, thiếu đi cái sự gọi là lạnh lùng trong cái câu dứt điểm cuối cùng. Đó, cái độ tĩnh, anh em hiểu không? Nó cực kỳ khó chịu. Sự khác biệt của những game thủ chuyên nghiệp, những game thủ đá danh. Trời ơi, đứng im là xong rồi. Nhá. Không ai sút 3 lần ở một góc cả. Ngoại trừ tôi. Không ai, 4 lần luôn ấy. Đấy. Sút 4 lần ở một góc luôn mà. Ôi trời ơi. Em thắng đẹp trai khoai to hơn thầy Tabi đã donate cho Tabi 500.000 đồng. Thầy làm luôn cho tôi nhé. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng.
thấy cứ order đi tôi uy tín. Thấy cứ order đi tôi uy tín là uy tín quá nhở. C-Doc là người dứt điểm thành công. Ok chưa, C-Doc chính là người dứt điểm thành công. Đợt này đã pen nét rồi nhá. Đợt này nhá, vào giải luôn, gặp thằng nào trong pen nhá, pha thấy luôn, nói luôn. Rondo, ok, lâu lắm không dùng rô béo này, dùng thử rô béo tí thế nào. Lâu lắm không dùng rô béo. Nào, yo, chúng ta sẽ dùng, trận này chúng ta sẽ dùng C-Doc ở vị trí CDM nhá. Tôi ước gì luôn. Nào. Nó hát không hay đâu chứ, thật mấy cái thằng không hát không hay, nó hay hát lắm ấy. Con người, bây giờ đến bây giờ em thắng trò cưng của tôi, bây giờ em còn lừa dối tôi nữa thì. Ôi trời ơi. Em hiển đệ thầy Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cái lụ đạn thằng nào hát vậy thầy, em nóng đầu quá. Nó đeo tai nghe, nó không nghe gì đâu, nó đeo tai nghe, nó chỉ biết hát thôi à. Nope. Thôi xong. Kita Ikuno đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chào thầy, pen dễ thì 4k tỷ đá như hạch mãi vẫn loanh quanh thế giới. Còn có 2k tỷ xây team 23 UCL thì đá lên ầm ầm sắp lên siêu sao rồi. Má nó cay chả nhẽ lại bán hết team TOTY cho đỡ cay. Thế là do mình chứ sao lại do ấy nữa. Thế là do mình chứ sao lại do mình nữa. Em thắng đẹp trai to hơn thầy Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn thắng nhá. Ấy chết tôi quên mất là chưa sửa lại cái tên Rescan, xin lỗi thầy nhé. Tự ái ghê luôn đấy thắng ạ. Thắng lửa tôi kìa. Ủa, top những người tôi tin tưởng nhất. Em thắng đẹp trai khoai to, top những người tôi tin tưởng nhất luôn. Top 1 em thắng. Em thắng lửa tôi. Top những cái người tôi tin tưởng nhất. Bây giờ tôi quay ra tôi tin Big Mau rồi thật. Tôi chỉ tin là con chuột lớn. Tôi chỉ tin con chuột lớn thôi nhá. Big Mau à? Chuột lớn là gì nhỉ? Là chuột lớn là sao ta? Nó gọi là đại tí à? Nó gọi là đại tí đúng không nhỉ? Gọi là đại tí đúng không? Sao thầy biết em thắng khoai to? Em thắng đặt cái tên em thắng đẹp trai khoai to đi được chưa? Big Mau à? Big Mau, mau chứ nhở? Gọi là mau chứ sao lại mau? Mau là núi mà. Trời ơi, Niếc Vẹt đá bóng. Ôi, Niếc Vẹt, đâu. Ủa, Niếc Vẹt đá bóng hay thật đấy. Mau là núi á? Mau là núi đúng không? Mau là núi mà. Mau là mõm. Là gì? Mountain á? Đúng không? Mà tiếng Anh nó rốt khổ thật đấy. Biết thế bây giờ đúng, bây giờ mình phải đầu tư vào thế hệ con cái của mình sau này đó, biết tiếng Anh, học trường quốc tế các thứ. Không biết tiếng Anh nó bố khổ lắm thật. Đó, bây giờ nước bạn các thứ, nước bạn nói gì mình không hiểu. Đó. Trước mạ sau quyền đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Content hết cả đấy mấy ông. Content hành hạ viewer những ngày ở Sài Gòn. Tối thì cho khoa trò đá. Sáng thì phòng kế bên hát. Chắc phòng kế bên là khoa trò đang hát chứ đâu hiện nguyên hình. Không đi nào. Thằng Hoa hát còn nó còn đỡ gớm ấy. Thật sự thằng Hoa hát nó còn đỡ kinh ấy. Ác mộng của đời tôi là đi thi đấu cùng thằng Minh Ngây. Thật sự con mẹ nó tập luyện nó cứ hát. Mà nó hát có ai đâu chứ. Vấn đề nó như thế. Nó hát ai thì nhiều khi mình cứ tặc lưỡi mình châm trước được. Thế nó đi thi đấu nó cứ ngồi cạnh tôi, xong lúc thi đấu nó cứ hát hò đi, nó tập trung nếu chịu được. Ôi, đá bóng đấy thì thôi thật, đá bóng vừa rồi thì thôi luôn, chịu làm sao được. Đó. Thế nên là kích mình ở nếu mà thật sự luôn, nếu mà được ấy. Đó, nhưng mà nó win ông ơi thì nó win là một chuyện, bây giờ nó hát nó thật với ông nhé. Nó không, đấy là nó win nhá. Chứ nếu mà nó hát mà nó còn thua thì nó chắc hồn ở trong tim. Tabi 10.000 đồng. Em đang có tầm 5k tỷ thầy, có nhận bill Arsenal đầu tàu Henry cộng y án giái không thầy? Ian Wright à? Được em. 5k tỷ thoải mái, làm hai quả LN đấy được. Quả LN 8 Ian Wright. Lựa chọn big content của 7TV cũng hay chứ. Tờ. Cờ Vada Kedia. Bước 1 cái. Quay lại. Ui. AF của đấy hơi ngu thật, AF của vừa rồi nó hơi ngu ấy. Đỡ hộ, đỡ hộ, đỡ hộ phát.
Ôi trời ơi. Em bác gần nhà thầy Lân đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn các bác nhá. Không thấy em có hai con đó ITM rồi. Không, thầy thích đá con đấy cơ, thầy thích đá con LN cơ. Thích đá LN. Rồi, Seedog về CDM thì có một chiến thắng luôn, mặc dù cái đóng góp của Seedog là gần như bằng không em. Khôi Melbourne du học sinh Úc đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khôi Melbourne nhá. Mao với Mountain đều là núi, còn Big Mao là tị đái thầy ạ. Thầy thấy cái tên em đủ uy tín để giải đáp thắc mắc đấy, của thầy chưa? Đấy già, du học sinh Úc là cái thằng nó biết, cũng biết nhiều thứ tiếng ấy, đúng không nhỉ? Biết thứ tiếng thì nó mới du học được chứ. Nghe cũng được, du học sinh nghe cũng kêu. Ôi trời ơi. Chia tay gần 3 năm rồi mà đã đầu luôn. Phải làm như nào vậy? Chúng ta bị mặt của em đã làm phiền thầy, cho em xin lỗi trước để bình an lướt qua thời gian để mình cùng đầu luôn. Dù anh vẫn sợ phải mất em mà chưa biết em mà anh không chắc mình làm được gì khác, dù sao anh vẫn chỉ là anh một dòng sông muối hận trào tuôn bất tận để mất nhau rồi xin lỗi sau. Nào, bình tĩnh này. Thắp red này. Chuyển xuống dưới. Nesta chú bóng. Con nghe Seedog gì mà không thấy Seedog đâu à? Tĩnh nè. Nope. Ôi, đoán được hướng đấy rồi, đoán được hướng là hướng dưới rồi. Ôi em bác gần nhà thầy Lân đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ôi trời ơi. Nguyễn Đình Hải Đăng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chia tay gần 3 năm rồi mà vẫn nhớ nick thì phải làm như nào vậy? Chú Tabi mặt quay lại đi rồi gì nữa. Nghe bực đập, muốn đập dụng con mẹ cửa đấy. Nghe quạo luôn. Thề luôn đấy. Ôi trời ơi. Em thắng đẹp trai quai to hơn thầy Tabi đã donate cho Tabi 200.000 đồng. Ôi cảm ơn thắng nhá. Thầy giúp tôi luôn cái nhé. Ôi được thắng ấy, được. Đừng liền nhá. Mày bắt đi Zodo. Mày ra vàng lại cắn. Mày ghi nốt của con nốt, đợi nốt của con Tessidot rồi nhá. Nó có con tên xin nó xong rồi pha con vợ này cái nào. Mẹ mày phải xem nó stream ở kênh nào thật. Xem thằng ấy stream ở kênh nào. Thằng này ra nhiên thấy nó đang stream ở kênh Minh Ngây. Nhiên thấy nó stream kênh Minh Ngây vứt đi luôn. Qua một cái rồi, gôn lên đây. Hơi mạnh nhờ. Ôi trời ơi. Một hòn nhưng 17cm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mẹ quá. Thầy bế thằng chó phòng bên đi cho tôi, cái nóng đầu quá. Đó, nó lại im ở đấy, nó lại im. Đến lúc mà mình đã tập trung tí nó lại hát. Rồi, xin cảm ơn anh em vì đã ủng hộ con tè Seedog ngày hôm nay. Mặc dù là Seedog không xuất hiện mấy. Nhưng con Seedog tôi nghĩ là đó là lý do tại sao nó bị lãng quên. Khó dùng, nếu chịu được thật. AI thì cũng hơi chú ý đẩn tí. Em thắng đẹp trai khoai to hơn thầy Tabi đã donate.